với vẻ ngọn cho khả năng linh hoạt di chuyển trên đường phố đô thị cùng với giá bán thấp, phù hợp với thu nhập của đa số người Việt. Hyundai i 12 2020 bên cạnh Kia Morning và Toyota Wigo là ba dòng xe tiêu biểu trong phân khúc A, loại xe mini cho gia đình cỡ nhỏ trên thị trường hiện nay. Lưới tản nhiệt thu gọn thành một nan với biểu tượng Hyundai ở trung tâm, cùng các đường gân dập nổi từ nắp capo dọc thân xe mang đến cho Hyundai i 12 2020 sự trẻ trung và cá tính. Trừ bản base thì các phiên bản Hyundai Grand i10 đều có lưới tản nhiệt mạ chrome sang trọng. Cụm đèn trước được thiết kế góc cạnh, thể thao trong khi hốp gió được đẩy cao hầm hố hơn. Cùng với cản trước nổi bật tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, cụm đèn trước Hyundai i10 là dạng halogen. Trừ bản base, các phiên bản còn lại đều được trang bị đèn sương mù, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Thân xe Hyundai i10 với những đường gân dập nổi và ốp thân màu tối giúp xe nhìn chắc chắn. Ngoài ra, xe còn tăng thêm phần thu hút với la răng hợp kim 14 inch 4 chấu kép cứng cáp. Hyundai Grand i10 có kích thước tổng thể dài 3.765mm, rộng 1.660mm, cao 1.520mm. Đuôi xe Hyundai i10 khá thời trang với cụm đèn hậu nhỏ nối liền cản sau tích hợp đèn phản quang. Là một mẫu xe phân khúc phân hạng A5 chỗ giá rẻ có chiều dài cơ sở 2.425mm. Hyundai Grand i10 2020 được đánh giá cao với không gian nội thất khá thoải mái. Phiên bản hatchback sử dụng sắc đỏ trong khi sedan dùng màu cam nóng bỏng cho màu nội thất. Ngoài ra cách thiết kế, bố trí các chi tiết trên táp lô và trong cả khoang cabin đều không có sự khác biệt. Bảng điều khiển trung tâm được chia thành hai mảng riêng biệt, ngăn tách bởi cặp màu đen cam. Các cửa gió điều hòa hình tròn cũng như nút bấm và màn hình của hệ thống âm thanh được bo tròn, mang đến cảm giác bề mại cho nội thất i10. Hyundai i10 2020 trang bị tay lái ba chấu, bọc da và tích hợp nút điều khiển âm thanh, Trừ bản base được tối giản đi khá nhiều. Tất cả các phiên bản Hyundai Grand i10 đều chỉ sử dụng cụm đồng hồ và màn hình hiển thị đa thông tin loại thường. Hyundai Grand i10 1.2 AT đều được trang bị nội thất cao cấp hơn với ghế bọc da trong khi các phiên bản khác chỉ được trang bị ghế nỉ truyền thống với hàng ghế trước chỉnh tay cơ học. Hyundai Grand i10 2020 được trang bị màn hình hiển thị AV hệ thống giải trí vừa đủ tiện nghi cơ bản với đầu đĩa CD với 4 loa, kết nối Bluetooth, MP3, AMFM. Các bản i10 đều có hệ thống điều hòa chỉnh tay, kết hợp với cửa sổ chỉnh điện, góp phần giúp không gian, nhiệt độ nội thất Hyundai Grand i10 thoải mái hơn. Hai phiên bản Hyundai Grand i11.2 áp đều được trang bị hộp đựng găng có chức năng làm lạnh, chỗ để tay hàng ghế sau có hộp đựng cốc, hốc gió cho hàng ghế sau tiện nghi hơn so với các bản còn lại. Hyundai i10 có thiết kế có thể mở rộng tối đa khoang hành lý bằng cách gập hàng ghế sau, giúp không gian Hyundai Grand i10 được chuyển đổi linh hoạt hơn so với các mẫu xe trong phân khúc với nó. Hyundai Grand i10 1.2 l sử dụng động cơ Kappa 1.2 MPI với 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, INCVVT, sản sinh công suất 87 mã lực tại 6.000 vòng trên phút được thiết kế với các vật liệu nhẹ giúp giảm trọng lượng xe và giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu cho Hyundai Grand i10. Mức tiêu hao nhiên liệu đường kết hợp của các phiên bản chỉ rất tiết kiệm, dao động từ 5,8 lít trên 100 km đến 6,3 lít trên 100 km. Tất cả các phiên bản Hyundai i10 đều sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống sau thanh xoắn cùng hệ thống phanh trước đĩa, sau là tang chống giúp người lái tự tin hơn khi vận hành. Hyundai i10 được trang bị an toàn ở mức cơ bản với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, không có hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD hoặc kiểm soát bám đường để giảm tối đa giá bán. Ngoài ra, xe cũng sở hữu cảm biến lùi và túi khí ở vị trí ghế lái ở tất cả các phiên bản.